Các bạn thân mến, mũi là cấu trúc đầu tiên của hệ hô hấp, nơi tiếp nhận không khí. Khi không khí qua mũi, nó sẽ được làm sạch bởi lông mũi và các tuyến tiết nhầy. Hơn nữa, làm ấm và làm ẩm không khí để giúp cho các phế nang giãn nở dễ dàng hơn, đồng thời hạn chế sự viêm nhiễm của các cấu trúc ở sâu bên trong của hệ hô hấp. Ngoài ra, mũi còn thực hiện chức năng khứu giác và phát âm. Và vì nó thực hiện chức năng phát âm nên mũi thông với các xoang cạnh mũi, những hốc xương có ở các xương sọ xung quanh mũi. Trong phần kiến thức hôm nay, chúng ta sẽ mô tả các đặc điểm giải phẫu của mũi để làm rõ các chức năng. Và trước tiên, chúng ta sẽ xem một hình ảnh, một thiết đồ cắt đứng dọc qua đầu và cổ. Chúng ta sẽ thấy các đặc điểm hình thể của mũi. Chúng ta sẽ có hình ảnh của các phần xương tham gia tạo nên nền sọ. Với phần trung tâm của nền sọ đó là xương bướm. Đây là hình ảnh chúng ta thấy các phần xương tham gia tạo nên nền sọ, gồm có xương bướm. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có cái phần xương sàng, một phần cấu trúc của xương sàng. Trước nữa chúng ta có phần xương trán và phần mũi của xương trán sẽ tiếp khớp với một xương nhỏ thuộc phần sọ mặt, đó là xương mũi. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có các phần xương tham gia tạo nên ổ miệng và một phần xương ngăn cách giữa ổ miệng và mũi. Chúng ta có một phần xương ngăn cách giữa ổ miệng ở bên dưới với cả mũi ở bên trên. Đó chính là phần cấu trúc có tên gọi là khẩu cái cứng. Mà bờ sau của khẩu cái cứng thì chúng ta có một cái nếp di động, cân cơ di động căng. Đó là khẩu cái mềm. Phía sau thì chúng ta sẽ có hình ảnh của các thân, các đốt sống. Các đốt sống cổ. Đây, đốt sống cổ 1. Đây là phần nền của xương chẩm. Phần mà sẽ cùng với xương bướm, mà sau thân xương bướm tạo nên một cấu trúc của dốc nền, nơi mà thân não sẽ nằm ở trên đó. Chúng ta đốt sống cổ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và dưới nữa thì chúng ta sẽ có hình ảnh của đốt sống cổ 7. Các cấu trúc của đường hô hấp, một phần đường hô hấp tại vùng cổ. Đây chính là các sụn của thanh quản. Chúng ta có cái sụn thượng thiệt, hay còn gọi là sụn nắp thanh quản, nó sẽ gắn vào bờ sau của sụn giáp. Và dưới sụn giáp chúng ta có sụn nhẫn. Và dưới sụn nhẫn, đây là phần mảnh của sụn nhẫn, phía trước là cung của sụn nhẫn, thì chúng ta có các sụn khí quản. Có một cái đoạn khí quản nằm ở vùng cổ. Và đây chính là cái hình ảnh mà chúng ta quan sát thấy các cấu trúc của thanh quản trên cái mặt cắt đứng dọc qua nó. Ở phía sau thì mũi sẽ thông với cả một cấu trúc khoang rỗng, vừa thuộc hệ hô hấp vừa thuộc hệ tiêu hóa, đó là cái hầu. Đây chính là cái giới hạn sau của mũi. Và
Trong cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ quan sát thấy các g nổi lên, và các g nổi lên này là nổi lên ở thành ngoài của ổ mũi. Đây chính là một hình ảnh, một thiết đồ cắt đứng dọc qua đầu và cổ để chúng ta mô tả không chỉ mũi, còn mô tả được cả miệng, cả hầu, thực quản, thanh quản và một phần của khí quản nữa. Bên trên các cái xương mà tạo thành nền sọ thì đấy chính là các phần cấu trúc, bao gồm có hố sọ trước và hố sọ giữa. Và trên hình ảnh này thì chúng ta quan sát thấy mũi không chỉ là phần lộ ra trên khuôn mặt mà còn là cả một hốc lớn được quây xung quanh bởi các xương và được phủ niêm mạc ở bên trong, ẩn sâu bên trong cái khối xương sọ mặt. Và nó tận hết ở tít phía sau, nơi mà mũi sẽ mở thông ra sau với một cái cấu trúc chúng ta vừa nhắc tới, một ngã tư giữa cái đường hô hấp và đường tiêu hóa, đó là hầu. Mà phần đầu tiên của hầu đấy là phần thông với mũi, và chúng ta gọi đó là hầu mũi, hoặc là một cái tên gọi khác là tị hầu, một cái tên gọi bằng từ Hán Việt. Như vậy cấu trúc của mũi sẽ bao gồm có 3 phần cấu tạo như sau. Phần cấu tạo thứ nhất đó là phần mũi lộ ra trên khuôn mặt mà chúng ta gọi đó là mũi ngoài. Phần khoang rỗng ở sâu bên trong phần sọ mặt được gọi là ổ mũi, hay còn có tên gọi khác là mũi trong. Và một phần cấu trúc nữa chúng ta không quan sát thấy ở trên hình ảnh này, chút nữa chúng ta sẽ mô tả chi tiết các cấu trúc này, đó chính là các khoang rỗng, các xoang rỗng ở xung quanh mũi, nó đổ vào ổ mũi. Và chúng ta đã phân tích cái chức năng của mũi, nó sẽ cùng với cả mũi trở thành các cái hộp cộng hưởng âm và tham gia vào chức năng phát âm. Các xoang ở cạnh mũi, 3 phần cấu trúc của mũi là mũi ngoài, ổ mũi và các xoang của cạnh mũi. Và chúng ta sẽ mô tả lần lượt các phần cấu trúc này như sau. Trước tiên về mặt mũi ngoài thì đây là một khung xương được chụp lên bởi một chụp sụn sợi. Cái khung xương này như sau, chúng ta sẽ xem trên một hình ảnh. Ở cái khối xương sọ chúng ta nhìn từ phía trước. Và khi chúng ta quan sát từ phía trước thì chúng ta sẽ thấy các cái phần xương sọ mặt, có hai cái xương sọ mặt chính ở đây, đó là xương gò má và xương hàm trên. Chúng ta sẽ thấy từ thân xương hàm trên thì có một cái mỏm mọc lồi lên trên, tham ra giới hạn vào một phần của cái ổ mắt, thành trong của ổ mắt, đó là mỏm trán của xương hàm trên. Và mỏm trán này sẽ tiếp khớp với cả xương trán ở bên trên, phần mũi của xương trán cùng với hai cái mảnh xương nhỏ có tên gọi là xương mũi. Mà trên một cái mặt cắt thì chúng ta quan sát đây chính là mặt cắt qua cái xương mũi đó. Và chính giữa thì chúng ta sẽ thấy có một vách xương. Vách xương một phần của cấu trúc xương sàng. Vách xương này sẽ chia đôi mũi thành hai lỗ mũi ở hai bên. Chúng ta có thể thấy hình ảnh cái cấu trúc khung xương tạo nên phần mũi ngoài. Nó bao gồm có xương hàm trên và cái thân xương hàm trên và cái mỏm trán của xương hàm trên ở hai bên, kết hợp với cả xương mũi, nó tạo nên một cái ngách hình quả lê. Cái ngách hình quả lê này chính là phần mũi ngoài xương. Và trên cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ thấy có các phần cấu trúc của cái phần mũi ngoài xương, bao gồm có một mỏm xương nhọn mọc ra từ thân xương ở hai bên đường giữa của hai cái xương hàm trên, có tên gọi là cái gai mũi. Và một khuyết giữa thân xương hàm trên với cả mỏm trán của xương hàm trên có tên gọi là khuyết mũi. Đây là hình ảnh cái cấu trúc của cái khung xương của mũi ngoài. Chúng ta thấy một cái ngách hình của lê và chụp
đậy lên cái ngách hình quả lê này là các cấu trúc sụn sợi. Chúng ta sẽ quan sát hình ảnh của các cấu trúc sụn sợi của mũi ngoài như sau. Chúng ta sẽ thấy có các sụn tham gia tạo nên cái mũi ngoài. Và các sụn này sẽ gắn ở bên trên vào với cả một cái xương ở mỗi bên đấy. Chúng ta có hình ảnh của cái các xương mũi. Và ngay dưới các cái xương mũi thì chúng ta thấy hình ảnh xuất hiện của các sụn. Chúng ta quan sát thấy cái chụp sụn sợi đậy lên cái lỗ ở phía ngoài của ở bên trên thì giới hạn bởi cái xương mũi, các xương mũi ở hai bên. Chúng ta có mỏm trán của xương hàm trên. Và mỏm trán xương trên sẽ giới hạn ở phần phía ngoài hơn, đây chính là cái ổ mắt và đây chính là cái thân xương hàm trên. Với bờ huyệt răng ở dưới là nơi mà các cái răng sẽ cắm vào đó. Đây chúng ta sẽ thấy một cái chụp sụn sợi bao gồm có các sụn được liên kết với nhau bởi mô liên kết, và cái phần mô liên kết ở đây chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những cái mô sợi và chứa mỡ, nó sẽ gắn các cái sụn này lại với nhau. Bao gồm có các sụn như sau. Hai cái sụn hình tam giác ở phía trên gắn với cả bờ dưới của xương mũi, đó chính là sụn mũi bên. Và giữa hai cái sụn mũi bên đấy thì chúng ta sẽ thấy lộ ra ở giữa là cái bờ trước của sụn vách mũi. Ở chính giữa cái phần sống mũi này chúng ta có sụn vách mũi. Và vì thế cái sụn mũi bên này còn có một cái tên gọi khác, tức là mỏm bên của sụn vách mũi. Ở dưới hơn, bờ dưới của sụn mũi bên sẽ tiếp khớp với cả hai cái tấm sụn rất quan trọng lớn, và nó tạo nên phần lớn cái diện tích bề mặt của cánh mũi. Chúng ta gọi đây là sụn cánh mũi lớn. Phía ngoài hơn so với cả sụn cánh mũi lớn thì là một cái tấm sụn nhỏ cũng tham gia tạo nên cánh mũi. Chúng ta có sụn cánh mũi nhỏ. Các sụn này là các thành phần chính tham gia tạo nên cái phần cánh mũi. Và ngoài ra thì còn có thêm những sụn nhỏ đệm trong cái phần cánh mũi này, đó chính là các sụn mũi phụ. Chúng ta thấy hình ảnh ở mỗi một bên thì chúng ta sẽ có thấy một sụn mũi bên, một sụn cánh mũi, một lớn, một sụn cánh mũi nhỏ, các sụn mũi phụ nữa. Nó sẽ được liên kết với nhau bởi một tấm mô liên kết rất nhiều các cái mô sợi. Cái chụp sụn sợi ở hai bên sẽ lắp vào cái lỗ, cái ngách hình quả lê mà được bởi cái khung xương mà chúng ta vừa mô tả để tạo nên phần cấu trúc mũi ngoài. Và khi chụp cái chụp sụn sợi này lên cái ngách hình quả lê kia thì chúng ta sẽ thấy phần mũi ngoài lộ ra ở trên bề mặt với các đặc điểm về mặt hình thể như sau. Phần mà xương mũi gắn vào với cả phần mũi của xương trán, đó chính là phần có tên gọi là gốc mũi. Và từ gốc mũi này trở đi thì chúng ta sẽ thấy các cái xương mũi hai bên nó tiếp khớp và bẻ gập góc nhau. Cái này sẽ quy định cái chiều cao của mũi. Có nghĩa là góc của giữa các xương mũi mà góc càng tù thì mũi càng tẹp. Dọc từ gốc mũi này kéo dài xuống cho tới nơi mà các phần của sụn cánh mũi hai bên liên tiếp với nhau.
tại vị trí điểm cao nhất và thấp nhất của mũi. Vùng này có tên gọi là đỉnh mũi. Thì chúng ta có một G xương và sụn được phủ bởi da. G này có tên gọi là sống mũi. Sống mũi. Và phần cấu trúc ở hai bên sống mũi này gần với cả đỉnh mũi, chúng ta sẽ có cánh mũi. Mà các sụn tạo nên cái cánh mũi này vì thế được gọi là các sụn cánh mũi. Hai bên đỉnh mũi, giữa cái đỉnh mũi và cánh mũi thì chúng ta sẽ có các lỗ mũi trước. Đây chính là đặc điểm và cấu trúc của phần đầu tiên của mũi, đó là mũi ngoài.